Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội ngày 31 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết tại thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành miền Bắc thì không có nhiều thay đổi trong ngày hôm nay. Trưa chiều trời vẫn có nắng, tuy nhiên thì cường độ nắng không còn mạnh như hôm qua. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở thủ đô vẫn dao động quanh mức là 23 độ. Đến tối và đêm nay, trời nhiều mây hơn nên quá trình phát xạ nhiệt không còn mạnh mẽ. Do vậy, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng tăng lên mức 15 đến 18 độ. Dự báo sang đến ngày mai, nhiều khả năng thời tiết ở Bắc Bộ nói chung và ở khu vực Hà Nội nói riêng sẽ có sự chuyển biến. Tình trạng nhiều mây âm u với độ ẩm tăng cao sẽ hiện diện ở khu vực này. Ngoài ra, sự tương tác của khối khí biển với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao có thể gây ra những cơn mưa bất chợt. Vì vậy, nhiệt độ cao nhất ngày mai có xu hướng giảm nhẹ về mức là 20 đến 22 độ. Trong vài ba ngày tới, khối không khí lạnh vẫn trong giai đoạn suy yếu về cường độ. Tình trạng nhiều mây đôi lúc xuất hiện mưa vẫn là trạng thái thời tiết phổ biến ở khu vực Hà Nội. Trời hầu như là không có khả năng xuất hiện nắng. Nhiệt độ thấp nhất ban đêm và cao nhất vào ban ngày đều có xu hướng tăng dần mỗi ngày khoảng 1 độ. Tình trạng trời rét chỉ còn xảy ra vào thời điểm đêm và sáng sớm. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của năm 2016. Chào đón năm mới 2017, thủ đô Hà Nội không bắn pháo hoa nhưng vẫn còn rất nhiều điểm đến và lễ hội thú vị cho du khách ghé chơi, chào đón một năm mới. Nếu không có nhiều dịp thảnh thơi uống cà phê và ngắm nhìn đường phố, thì bạn hãy tận dụng dịp này để ra ngoài cùng bạn bè hoặc là người thân. Với rất nhiều quán cà phê có thiết kế đẹp ở Tống Duy Tân, Hai Bà Trưng hay là Bà Triệu, thì bạn cũng có thể dễ dàng chọn cho mình một điểm dừng chân ưng ý để đón năm mới. Phố đi bộ thì cũng là một điểm dừng chân lý tưởng. Ở đây ban ngày không hề thiếu hoạt động hấp dẫn so với buổi tối. Và dịp Tết Dương thì nhiều chương trình ca nhạc do các nhóm hội tổ chức sẽ khiến không gian nơi đây trở nên sôi động. Và thêm vào đó là các trò chơi dân gian vận động do các bạn trẻ tổ chức, giúp bạn như được trở về với tuổi thơ của mình. Với những ai muốn hiểu thêm về thủ đô thì có thể ghé thăm triển lãm Sống Mãi Với Thủ Đô và trưng bày cổ vật ký ức về Hà Nội, hai sự kiện rất hấp dẫn đang được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long. Và đến đây thì quý vị sẽ được tận mắt chứng kiến gần 200 tài liệu, hình ảnh cũng như là hiện vật về cuộc kháng chiến của quân dân Hà Nội từ năm 1945 đến năm 1954. Các hiện vật thời bao cấp thì được trưng bày ở khu ngoài trời là hoạt động bổ trợ cho triển lãm. Tại đây thì bạn sẽ thấy từ những chiếc cốc, bát phích trong đời sống sinh hoạt hàng ngày đến chiếc xe Minz, một trong những mẫu xe được người dân Hà Nội ưa chuộng nhất. Và có lẽ không còn dịp nào thích hợp hơn Tết để bạn chụp một bộ ảnh lưu niệm giữa thiên nhiên. Vườn hoa Quảng Bá là nơi được nhiều du khách lựa chọn vì nhiều loại hoa đẹp, lại không quá xa trung tâm. Quý vị nhớ mang theo một vài bộ trang phục yêu thích để lưu lại những kỷ niệm cho mình. Nếu có thời gian thì bạn cũng nên tranh thủ ghé qua lễ hội đèn lồng đang được tổ chức ở Gamuda City Yên Sở, Hoàng Mai. Khi hoàng hôn vừa xuống thì hàng nghìn đèn lồng đủ hình thù, màu sắc được thắp sáng, tạo nên khung cảnh lung linh. Và có lẽ một sự kiện được nhiều bạn trẻ mong đợi trong dịp Tết Dương lịch, đó chính là lễ hội đếm ngược tổ chức tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ gần Hồ Hoàn Kiếm và cách quảng trường Cách Mạng Tháng 8 trước Nhà hát lớn Hà Nội trong đêm nay. Đến đây thì bạn sẽ được hòa mình vào không khí sôi động với sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng, chờ đến giây phút đếm ngược đón chào năm mới 2017. Và kính chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ Tết Dương lịch vui vẻ, an toàn và ý nghĩa. Và đến đây bản tin thời tiết cũng xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 80 đến 90%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 77 đến 88%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 77 đến 88%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 21 độ, độ ẩm trung bình 73 đến 84%. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm không mưa, ngày có lúc có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, độ ẩm trung bình 74 đến 85%.